Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Tây Đô Ngày Mới của Đài Phát Thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ Hai ngày 3 tháng 6 năm 2024, chúc quý vị có một ngày đầu tuần nhiều niềm vui. Và ngay sau đây chúng tôi sẽ điểm qua các nội dung đáng chú ý. Thành phố Cần Thơ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm tháng 6 với chủ đề Phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hóa. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ giảm giá sách giáo khoa chương trình giáo dục phổ thông 2018 năm học 2024-2025. Một cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm tại huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ đã nâng tầm giá trị hạt gạo thành sản phẩm OCOP. Thưa quý vị, sáng hôm qua 2 tháng 6 tại công viên Lưu Hữu Phước, quận Ninh Kiều, Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, văn phòng đại diện tạp chí Gia đình Việt Nam tại thành phố Cần Thơ tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và Ngày hội thiếu nhi bảo vệ môi trường năm 2024. Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6 năm nay có chủ đề Phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hóa, nhằm kêu gọi các quốc gia cùng chung tay hướng tới những mục tiêu phục hồi đất đai, chống sa mạc hóa và khả năng chống hạn, làm chậm quá trình biến đổi khí hậu, bảo tồn thiên nhiên, tăng cường sinh kế và an ninh lương thực thế giới. Thành phố Cần Thơ phát động nhiều hoạt động nhằm hưởng ứng thực hiện những mục tiêu nhân văn này. Riêng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, thành phố Cần Thơ sẽ diễn ra cao điểm từ tháng 6 đến hết tháng 8 năm 2024 với một chương trình và 4 chiến dịch, dự kiến thu hút 25.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện do tổ chức đoàn hội tổ chức. Phát biểu tại lễ phát động, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, kêu gọi các ngành, các cấp, các đơn vị cá nhân và toàn dân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường. Lực lượng đoàn viên thanh niên có nhiều chương trình phần việc thiết thực, góp phần phát triển thành phố. Dịp này, Tổ chức Quốc tế và Bảo tồn Thiên nhiên WWF vinh danh và trao tặng danh hiệu Thành phố Xanh Quốc gia năm 2024 cho thành phố Cần Thơ. Ban tổ chức chương trình đã trao tặng học bổng và tặng 20 xe đạp cho các em học sinh vượt khó học tốt. Thành đoàn Cần Thơ ra mắt 10 đội hình chuyên của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024. Ngay sau lễ khai mạc, các cơ sở đoàn trực thuộc thành đoàn đồng loạt ra quân hưởng ứng trồng cây xanh, vệ sinh môi trường tại huyện Thới Lai. Riêng tại công viên Lưu Hữu Phước sẽ diễn ra chương trình Ngày hội thiếu nhi bảo vệ môi trường, bao gồm các hoạt động đổi rác lấy quà, hội thi và các trò chơi tại 40 gian hàng của các đơn vị trong ngày hội. Tình hình sạt lở trên địa bàn thành phố Cần Thơ đang diễn biến phức tạp với nhiều vụ sạt lở xảy ra trên các tuyến sông. Tuy không gây thương vong nhưng cũng làm hư hỏng thiệt hại tài sản. Công tác chủ động phòng ngừa đang được các ngành chức năng trong thành phố quan tâm. Sạt lở xảy ra trên các tuyến sông Thốt Nốt, sông Bình Thủy, sông Trà Nóc của các quận Bình Thủy, Thốt Nốt, Cờ Đỏ đã làm hư hỏng hàng chục nhà dân, kho lương thực cập sông và gây sụt lún đường giao thông trên đường tỉnh 921, mức thiệt hại dự tính hàng chục tỷ đồng. Bước vào mùa mưa bão, tình hình sạt lở dự báo còn diễn biến phức tạp hơn. Do đó, cùng với việc tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao cảnh giác phòng ngừa sạt lở, nhất là hộ dân sinh sống cặp sông, thì thành phố củng cố các ban chỉ đạo ở các địa phương phát huy 4 tại chỗ, có phương án di dời hộ dân tại những vị trí có nguy cơ. Chi cục lợi đang thực hiện đầu tư các tuyến kè khẩn cấp như tại trên các địa bàn Bình Thủy, Ôn Môn, Vĩnh Thạnh. Thì hiện tại thì các công trình đang được triển khai khẩn trương là chỉ đạo là đơn vị thi công cũng như các đơn vị có liên quan hết sức phối hợp cùng với chính quyền địa phương để đẩy nhanh công tác mặt bằng, sớm là vận động dân để giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Ngày 2 tháng 6 tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Ban tổ chức Hành trình đỏ Trung ương phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc chương trình vận động hiến máu tình nguyện Hành trình đỏ toàn quốc lần thứ 12, mở đầu cho hành trình kéo dài 2 tháng đi qua các tỉnh thành trong cả nước. Năm 2024, chương trình Hành trình đỏ lần thứ 12 sẽ được tổ chức tại 51 tỉnh thành phố trong tháng 6 và tháng 7. Năm nay cũng là năm có số địa phương tham gia tổ chức Hành trình đỏ đông nhất qua các năm. Hành trình đỏ năm 2024 với mục tiêu tuyên truyền và tư vấn cho 1 triệu lượt người về hiến máu tình nguyện và bệnh tan máu bẩm sinh, dự kiến tiếp nhận tối thiểu 120.000 đơn vị máu, vận động ít nhất 8.000 tình nguyện viên tại các địa phương là cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên chữ thập đỏ, người tình nguyện tham gia hành trình đỏ và các hoạt động nhân đạo tại địa phương đơn vị.
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa có thông tin chính thức về giá sách giáo khoa biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, năm học 2024-2025. Theo đó, thì năm học 2024-2025, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thực hiện điều chỉnh giảm giá bán sách giáo khoa tái bản lớp 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, đồng thời xây dựng giá bán sách giáo khoa các lớp 5, 9, 12, xuất bản năm đầu tiên theo cơ cấu giá đã giảm của sách giáo khoa tái bản. Đối với sách giáo khoa tái bản lớp 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã rà soát các khoản mục chi phí liên quan, đặc biệt là chi phí tổ chức bản thảo, các chi phí khâu lưu thông để giảm giá sách giáo khoa. Theo đó, giá bìa mới của các cuốn sách giáo khoa tái bản áp dụng từ năm học 2024-2025 được điều chỉnh giảm so với các năm trước. Cụ thể, giá bìa bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống giảm 9,6%, giá bìa bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo giảm 11,2%. Đối với giá sách giáo khoa các lớp 5, 9, 12, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã xây dựng giá theo cơ cấu giá đã giảm của sách giáo khoa tái bản. Để đảm bảo chính xác, rõ ràng, bảo vệ quyền lợi cho học sinh và người dùng, bản giá mới sách giáo khoa đã được niêm yết đầy đủ công khai tại các điểm bán sách giáo khoa trên toàn quốc trên trang thông tin điện tử tổng hợp của nhà xuất bản Việt Nam tại địa chỉ www.nsbgd.vn và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định. Ghi nhận của các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ, bệnh tay chân miệng đang có chiều hướng tăng. Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh chủ động các biện pháp dự phòng bệnh này cho trẻ trong mùa hè. Khi nghi ngờ trẻ bệnh với các triệu chứng cảnh báo, cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám xử trí kịp thời. Thống kê của Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ, từ tháng 3 năm 2024 đến nay, gần 1.200 trẻ mắc tay chân miệng điều trị ngoại trú, tăng 36%. Và 337 trẻ nhập viện, tăng 76% so với cùng kỳ năm ngoái. Trước nguy cơ bệnh tay chân miệng có thể lây lan, bác sĩ chuyên khoa 2 Trương Cẩm Trinh khuyến cáo các bậc phụ huynh cần biết một số thông tin về bệnh để nhận diện và phòng ngừa bệnh cho trẻ, như xuất hiện các tổn thương hồng ban, bóng nước ở lòng bàn tay, lòng chân, trong ổ miệng và đôi khi xuất hiện ở vùng mông, đầu gối của trẻ. Một trong những biểu hiện rất thường gặp ở trẻ nhỏ khi mắc tay chân miệng là loét miệng. Vị trí loét nhiều nhất là vùng hầu họng gần lưỡi gà, đôi khi xuất hiện ở niêm mạc má, môi hoặc lưỡi. Một số trẻ có thể bị sốt nhẹ từ 37,5 độ C đến 38 độ C, tuy nhiên có những trẻ bị sốt cao trên 39 độ C liên tục là một trong những dấu hiệu gợi ý trẻ bị tay chân miệng đã nghiêm trọng, cần nhập viện để điều trị tốt hơn. Khi phát hiện trẻ có những biểu hiện nghi ngờ, phụ huynh cần đưa trẻ đến bác sĩ khám sớm để được điều trị kịp thời và có biện pháp cách ly chăm sóc hợp lý. Thưa quý vị, bằng niềm đam mê các sản phẩm chế biến từ hạt gạo, đến nay sau 25 năm, ông Nguyễn Văn Tòng, chủ cơ sở bún tươi Út Tòng ở ấp Thới Thuận, xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai đã hiện thực hóa ước mơ nâng tầm nông sản quê hương, bắt tay vào xây dựng sản phẩm OCOP trong năm 2024 để mang sản phẩm chất lượng đến tay người tiêu dùng trên thị trường lớn. Năm 1998, ông Nguyễn Văn Tòng cùng vợ bà Ngô Thị Bạch Tuyết thành lập cơ sở sản xuất bún tươi Út Tòng. Quy mô ban đầu theo hộ gia đình, làm bằng thủ công, sản phẩm chính là bún tươi truyền thống. Mỗi ngày cung cấp từ 100 đến 200 kg bún cho người dân trong xã và các xã lân cận. Với phương châm đặt chữ tín lên hàng đầu, cơ sở luôn lựa chọn nguồn nguyên liệu chất lượng, không chất phụ gia hay bảo quản khác. Cùng với kỹ thuật lên men tự nhiên, đảm bảo đúng thời gian, nên đã tạo ra thành phẩm bún tươi dai, ngon và không bị chua. Mình làm thì ra sản phẩm thì nhiều khi nó cũng trục trặc lắm. Rồi cũng từ từ cũng nước sửa chữa lại, nhiều cái hư hao lắm, hư cũng nhiều lắm. Thứ hai nữa là sửa chữa từ cứ chọn những khâu gạo muối hoặc là này kia rồi công nghệ thì nó kết hợp lại có thể ra bún được nó tốt, nó ngon, nó dai. Năm 2022, gia đình ông Tòng đầu tư 800 triệu đồng thay đổi dây chuyền sản xuất bún hiện đại như máy ép bột, thùng nhồi, nồi hơi. Nhờ không ngừng đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng, sản phẩm bún tươi sạch, an toàn của gia đình ông Tòng được mọi người tin dùng. Hiện nay mỗi ngày, cơ sở sản xuất hơn 800 kg bún, bán với giá 9.000 đồng một ký. Sau khi trừ các khoản chi phí, mỗi tháng gia đình còn lãi hơn 15 triệu đồng. Qua đó cải thiện thu nhập cho gia đình, giải quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi tại địa phương. Hồi xưa mình làm mà thủ công, bây giờ mình làm công nghệ mới rồi, mình có máy móc, mình có làm được máy móc. Mình nhân công nó cũng khỏe cho người giúp việc, người địa phương mình làm, nó khỏe hơn mà bún mình cũng năng suất cao hơn.
để có sợi bún thơm dai ngon. Mình nhờ cái trước mắt là mình khâu chọn gạo mình thật là kỹ, gạo là sạch, là cho nên mình làm được con bún mới đạt tới được ngày hôm nay. Rồi bây giờ mình cũng có cơ sở này, mình cũng giúp đỡ được nhiều người ở địa phương lao động, nhàn rỗi mình cũng có được giúp đỡ được nhiều người. Em cũng đang đăng ký sản phẩm vô cướp, cho tới năm 2024 là em muốn được đạt được hiệu quả cao hơn. Thì hồi đó vợ mặn cho cô Hai Vĩnh Tòng ở đây cũng hai mấy năm. Em làm ở đây là thu nhập hàng tháng cũng ổn định, cũng trang trải được gia đình. Chứ mà được phụ giúp vợ đi mà buôn bán này kia nọ, mình đi giao đồ vậy đó. Rồi mình sẵn mình tiện mình giúp vợ luôn. Thì lo cho hai đứa con cũng được. Hiện Thới Thạnh có 3 cơ sở sản xuất bún tươi lớn, trong đó có một cơ sở đã đạt chuẩn OCOP 3 sao năm 2023. Năm 2024, xã đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ pháp lý để công nhận thêm một cơ sở sản xuất bún tươi đạt chuẩn OCOP. Cơ sở bún tươi Úc Tòng thì trong thời gian vừa qua thì hoạt động ở địa phương rất là hiệu quả, tạo công ăn việc làm cho lao động ở tại địa phương. Thì qua đó thì cũng đã góp phần cải thiện được cái thu nhập cho người dân. Thì định hướng sắp tới thì đối với cơ sở bún Úc Tòng thì địa phương sẽ tạo điều kiện cho cơ sở này là cho sản phẩm OCOP để có thể là vô thị trường siêu thị ngoài cái sản phẩm mà chúng ta có thể xuất bán trong địa phương và có thể xuất bán ngoài địa phương để tạo được cái thương hiệu đối với ủy ban xã. Thì qua đó cũng là góp phần là nâng cao xã Thới Thạnh đạt nông thôn mới nâng cao trong thời gian sắp tới. Bằng niềm đam mê đưa sản phẩm chế biến từ hạt gạo thành sản phẩm OCOP, ông Nguyễn Văn Tòng đã góp phần nâng tầm giá trị sản phẩm truyền thống địa phương, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, tạo sức bật trong xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã Thới Thạnh. Thưa quý vị, xây dựng hồ sơ đưa phở vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đồng thời bảo tồn văn hóa ẩm thực gắn với phát triển du lịch địa phương là nội dung chính được đưa ra tại tọa đàm khoa học Phở trong bối cảnh đương đại dưới góc nhìn từ di sản văn hóa do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định tổ chức ngày 2 tháng 6. Tại tọa đàm, các nhà nghiên cứu văn hóa ẩm thực đã làm rõ nguồn gốc yếu tố văn hóa, sự gắn kết cộng đồng thông qua ẩm thực và những vấn đề liên quan đến gìn giữ phát triển nghề phở. Đây là những căn cứ quan trọng để lập hồ sơ đưa phở vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia cho rằng, để đưa phở vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, chính quyền cơ quan chuyên môn, nhất là những chủ thể đang bảo tồn phát triển nghề làm phở Nam Định, cần đưa ra được nét độc đáo thể hiện trong tất cả các khâu từ chuẩn bị, lựa chọn nguyên liệu, thực phẩm, phương thức làm ra sợi phở tươi đặc trưng, công đoạn chế biến, hoàn thiện một bát phở ngon, chất lượng, dinh dưỡng. Trong đó, cần chỉ rõ hương vị đặc trưng, điểm nhấn của phở Nam Định khác biệt so với các tỉnh thành phố khác nằm ở khâu chế biến nước dùng. Bởi đây là yếu tố quyết định để hãng truyền thông CNN của Mỹ đã lựa chọn và vinh danh phở Việt là một trong 20 món ẩm thực có nước dùng ngon nhất thế giới năm 2024. Diện Pháp tại Việt Nam và nhà xuất bản Kim Đồng phát động cuộc thi sáng tác truyện tranh nhằm tìm kiếm các tác giả, họa sĩ và phát triển nhiều hơn nữa các tác phẩm truyện tranh của Việt Nam. Cuộc thi dành cho các tác giả chuyên và không chuyên là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên, đang sinh sống, làm việc, học tập trong và ngoài nước. Các tác phẩm dành cho lứa tuổi từ 13 tuổi trở lên. Tác phẩm dự thi phải là các tác phẩm chưa từng được xuất bản hay công bố rộng rãi. Ban tổ chức không tiếp nhận các tác phẩm dịch thuật, phóng tác và sử dụng hình ảnh, ký tự vi phạm bản quyền. Thời gian nhận bài dự thi bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 đến hết ngày 1 tháng 11 năm 2024. Dự kiến các tác phẩm đoạt giải sẽ được công bố vào tháng 12 năm nay. Tác phẩm đoạt giải nhất của cuộc thi sẽ có cơ hội được tham dự liên quan truyện tranh Andrew Lemay, liên quan truyện tranh lớn nhất tại Pháp vào đầu năm 2025. Ngày hội Vườn Trái Cây Tân Lộc năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 6 tại Cù Lao Tân Lộc, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt. Và đây là sự kiện quảng bá du lịch của Cù Lao Tân Lộc nói riêng và quận Thốt Nốt nói chung, từng bước xây dựng Tân Lộc là một trong những điểm đến trên bản đồ du lịch Cần Thơ. Lễ hội năm nay có 18 hoạt động, trong đó một số hoạt động chính là lễ khai mạc farm trip khảo sát và hỗ trợ tư vấn cho địa phương xây dựng sản phẩm du lịch,
trình diễn nghề làm bánh tráng Thuận Hương, các gian hàng quảng bá du lịch, gian hàng trái cây địa phương, buffet ẩm thực chay. Ngoài ra còn có các hội thi cây cảnh bonsai trang trí tạo hình trái cây nghệ thuật, cây củ quả lạ, trang trí nón lá và túi cói, chim hót, tuyên truyền viên du lịch dân dân, các hoạt động trò chơi dân gian và văn nghệ tổng hợp. Thưa quý vị, đưa ra ý tưởng và phát triển ý tưởng một cách sáng tạo là một trong những cách để giúp sinh viên có được kinh nghiệm và trải nghiệm ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Và ngay sau đây chúng ta cùng tìm hiểu về các mô hình ý tưởng du lịch cộng đồng của các bạn sinh viên khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn trường Đại học Cần Thơ. Giấy báo cũ, thùng xốp, que tăm đã qua sử dụng. Chỉ từ những thứ tưởng chừng như bỏ đi, nhưng qua bàn tay khéo léo và óc sáng tạo, các bạn sinh viên của khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn trường Đại học Cần Thơ đã biến chúng thành những mô hình ý tưởng phát triển du lịch cộng đồng độc đáo cho nhiều nơi của Việt Nam. Điều đặc biệt ở các mô hình ý tưởng này là các bạn sinh viên luôn chú trọng lấy văn hóa bản địa để xây dựng nên sản phẩm du lịch phù hợp với từng địa phương để tạo ra sự khác biệt. Cùng với đó là lồng ghép các vấn đề về bảo vệ môi trường và xử lý chất thải để tạo nên điểm du lịch bền vững cho cộng đồng. Ở đây là ý tưởng của chúng em là lấy một cái tỉnh, đó chính là tỉnh Bình Định thuộc vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ. Và đây là một xã đảo của tỉnh Bình Định và có thể phát triển được cái mô hình là du lịch cộng đồng. Từ chính những cái yếu tố là như là cái xã đảo này, nó nằm ở ngoài biển của tỉnh Bình Định. Rồi trên đây thì có người dân sinh sống, cũng như có những cái sản phẩm về địa phương. Từ đó mà chúng em dựa vào những cái gì đó mà những cái kiến thức mà cô dạy ở trên lớp, cũng như là những kiến thức mà tụi em tìm hiểu được thông qua báo, đài, sách vở. Thì khi đó tụi em sẽ xây dựng những cái hoạt động cũng như phát triển mạnh hơn du lịch cộng đồng ở trên xã đảo Nhân Châu, là gọi là đảo Cù Lao Xanh ở Bình Định. Vùng mà tụi em đang làm, tôi chọn đó chính là vùng đồng bằng sông Hồng. Để mà phát triển được một cái mô hình cộng đồng như thế này thì chắc chắn là phải dựa vào thực tiễn trước. Thì tụi em đã khảo sát trên các trang mạng xã hội thì tụi em chọn được đó là thị trấn An Bình của tỉnh Bắc Ninh. Đó là một vùng mà có thể phát triển nghề trồng sen và có một cái vùng hoang hóa rất là đặc biệt để mà có thể phát triển mô hình trồng sen như thế này. Và không chỉ là đưa du khách đến với vùng sen mà còn ở đây đó là những mô hình về vùng cộng đồng homestay, và đây là thể hiện những cái nét rất là đặc trưng của vùng như là chân cao quan họ Bắc Ninh. Trong lớp em có một bạn sẽ làm về đồng bằng sông Cửu Long, thì bạn có ý tưởng là sẽ xây một cái homestay trên núi, và trong đó thì bạn có lồng ghép với đó là cái sự gọi là bảo vệ môi trường, phát triển hướng tới du lịch phát triển bền vững. Thì em nghĩ cái sự mà bảo vệ môi trường nó sẽ là một thông điệp mà sẽ thu hút du khách đến cái vùng đồng bằng sông Cửu Long nhỉ. Thuận lợi của tụi em thì tụi em có cái sự đoàn kết với nhau, thì tụi em làm cái mô hình này là từ 7-8 bạn, cho nên là cái việc mà phối hợp với nhau nó rất là ăn ý và rất là phù hợp với từng chủ đề mà tụi em đưa ra nó một cách logic. Và khó khăn thì có về mặt di chuyển thì tụi em hơi khá khó khăn bởi vì mỗi một bạn là sẽ ở một chỗ khác nhau, thì tụi em sẽ chọn một địa điểm để tụi em làm chung với nhau. Được biết đây là các sản phẩm báo cáo môn học du lịch cộng đồng và homestay của các bạn sinh viên này. Cái điều mình thích nhất hai vấn đề đó chính là cái thứ nhất là các bạn biết khai thác những cái giá trị văn hóa tại cái vùng đó, những cái văn hóa bản địa để tạo thành những cái sản phẩm du lịch cho cái mô hình của mình. Cái thứ hai là các bạn biết là lồng ghép vô phát triển một điểm du lịch cộng đồng bền vững tới phát triển tương lai, có nghĩa là các bạn biết cách để làm sao bảo vệ môi trường tại điểm đến của mình và làm sao để mà xử lý những cái chất thải trong quá trình mà mình phục vụ khách du lịch. Và trong tương lai nữa thì mình nghĩ là cái mình vẫn tiếp tục duy trì cho các bạn để thực hiện những cái mô hình mà có thể là cho các bạn có nhiều thử thách hơn, để các bạn có thể là làm những dự án nó có thể là xác thực với thực tế, mà làm sao những dự án đó có thể là đi ra ứng dụng được với thực tiễn thì nó có thể khả thi phát triển thành những cái sản phẩm du lịch chứ không chỉ là một cái mô hình trên giấy. Quý vị thân mến, từng tốt nghiệp Đại học Văn khoa khóa đầu tiên tại trường Đại học Cần Thơ vào năm 1972. Nhưng do hoàn cảnh nên sau 52 năm, cụ ông Nguyễn Tấn Thành, 87 tuổi, vẫn quyết tâm theo đuổi sự nghiệp học tập của mình. Và mới đây, ông đã quyết định dự thi thạc sĩ ngành văn học Việt Nam tại trường Đại học Cần Thơ. Đây cũng là một trường hợp đặc biệt cho thấy việc học chưa bao giờ là muộn, không hề có giới hạn nào cho hoàn cảnh. Hãy học khi còn có thể, học mọi lúc mọi nơi. Sinh ra và lớn lên ở vùng quê Tân Quế, Bình Tân thuộc tỉnh Vĩnh Long, từ nhỏ ông Nguyễn Tấn Thành đã ham học và thông thạo được 9 thứ tiếng. Ông đeo đuổi ước mơ trở thành một nhà giáo, mang con chữ để giúp cho những học trò nghèo hiếu học.
Chính vì thế, học tập là con đường ông theo đuổi suốt đời. Cái mục đích của tôi là nối tiếp cái con đường phục vụ văn hóa giáo dục. Bây giờ tôi đã rảnh hết rồi, cho nên là tôi bắt đầu tôi nối tiếp lại nhé. Người ngày xưa nó đã gian dở rồi. Tôi yêu quê hương tôi. Văn hóa là gì? Tiếng Việt là tiếng nói của đồng bào, của tổ tiên. Cho nên tôi đi con đường văn hóa. Giải thích cho khoảng thời gian bị gián đoạn việc học 52 năm qua, ông kể, ngày xưa sau khi nhận được tấm bằng cử nhân văn khoa thì biến cố gia đình xảy ra, khó khăn chồng chất, vợ mất sớm, một mình phải nuôi 4 người con nhỏ nên đành bỏ lại ước mơ trên hành trình tri thức. Và cũng từ những vất vả trong cuộc đời đã giúp ông có thêm sức mạnh, động lực để thực hiện ước mơ mãnh liệt hơn. Ngọn đuốc á, nó chỉ bùng sáng trong bóng đêm. Bóng đêm là tâm tối, nghịch cảnh. Trong cái nghịch cảnh á, thì các bạn mới trở thành anh hùng. Con người học vấn của tôi á, chữ nghĩa của tổ tiên cha mẹ tôi nói á, tức là chỉ việc ra tôi có giỏi thì tôi mới phục vụ cho đất nước tôi được. Em rất là nể phục thầy á, chung là cái lửa đam mê mà về việc học của thầy á, thì cũng kéo dài như vậy là nói chung là cũng ít người có lắm rồi. Tại vì thường là tới tuổi này là những người khác thì họ sẽ nghỉ hưu rồi họ quay ra tìm những công việc tiêu khiển nhà cho tuổi già, giống như là trồng cây hay là chăm sóc các kiển hay là gì đó. Nhưng mà thầy thì thầy vẫn tiếp tục là đam mê. Đối với em thì cái việc mà thầy đeo đuổi việc học như vậy thì cũng làm cho em có thêm một cái động lực để nói chung là tiếp tục học tập để hoàn thiện cho bản thân mình và có thể là học tập để sau này phục vụ cho công việc của mình nhiều hơn. Học tập là con đường duy nhất để lập thân. Đó luôn là quan niệm và là kim chỉ nam mà ông Nguyễn Tấn Thành quyết tâm theo đuổi, dù cho mình có ở độ tuổi nào đi chăng nữa. Giờ đây, 4 người con của ông đã lớn và thành đạt, cũng là lúc ông tiếp tục thực hiện ước mơ dang dở của mình. Và ông cũng là một trong những tấm gương sáng về việc tự học tập và học tập suốt đời theo gương Bác Hồ vĩ đại, qua đó góp phần lan tỏa tinh thần học tập đến thế hệ trẻ để góp sức dựng xây quê hương đất nước ngày một văn minh hiện đại hơn. Thưa quý vị và các bạn, mới đây thì bánh mì Việt Nam tiếp tục được xếp đứng vị trí cao trong danh sách 100 món bánh kẹp ngon nhất thế giới năm 2024 do chuyên trang ẩm thực danh tiếng thế giới Star Atlas bình chọn. Với sự khéo léo sáng tạo của người Việt Nam thì bánh mì luôn phong phú hấp dẫn với các loại nhân ăn kèm và cả về tạo hình ổ bánh. Lò bánh mì 7.7 tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ vừa mở cửa hơn nửa tháng nay đã thu hút rất đông người tìm đến mua. Và điều thú vị ở đây là ổ bánh mì được tạo hình hàng chục con thú như là tôm hùm, cua hoàng đế, cá chép, con gà khổng lồ bắt mắt người mua. Từ những nguyên liệu đơn giản như bột, bơ, sữa, đường, sầu riêng và mè, với sự sáng tạo khéo léo của người thợ, những ổ bánh mì tạo hình động vật khổng lồ bắt mắt được ra đời. Lò bánh mì này của gia đình chị Nguyễn Thị Lan, gia đình hai đời gia truyền con nối làm bánh mì. Những năm trước, lò từng nổi danh tại tỉnh An Giang với bánh mì khổng lồ độc lạ. Thấy khách hàng ưa chuộng, chị Lan xuống Cần Thơ mở thêm chi nhánh này tại đường Nguyễn Văn Linh, quận Ninh Kiều. Cái cục bột thường này là nếu nó còn sống là chỉ có tôi cân 2 kg, rồi nướng như chín vậy là cũng còn 1 kg ngoài. Mà tầm chiếc xe này là nó cái chiều dài của nó cỡ 70cm thôi. Rồi nếu như có mâm lớn mình có thể tạo hình những con lớn được nữa. Để làm được những ổ bánh mì này, đòi hỏi người thợ phải kỳ công, khéo léo và sáng tạo. Các công đoạn tạo hình từng đường nét trên khối bột như mắt, miệng, chân, vẩy, tất cả đều được thợ làm thủ công hoàn toàn, sao cho con vật sinh động nhất có thể. Ở đây chị có nhiều loại bánh, em có bánh cá sấu này loại 35.000 ổ, còn bánh mì mè truyền thống của mình đó là ổ 5.000, còn cái size to hơn là 70.000. Dạ. Như là 70.000 còn có cua, tôm, cá sấu, rồi bò cạp, ếch, rùa, cá chép. Dạ. Bơm bớm, heo, nhưng nói chung là cũng đủ loại. Dạ. Theo bán của mình ở đây đã bán rất là nhiều, cũng cân như thế này nè. Bắt mắt cho người mua.
5 giờ mở cửa rồi. 5 giờ mở cửa bán tới 10 giờ tối. Em thấy nó rất là thú vị, bắt mắt cái vị nó ăn rất là ngon, nó hơi ngọt ngọt, nó có thơm mùi sầu riêng nữa. Thấy bánh mì ở đây ăn cũng ngon, mà độc lạ nữa, nên em mua ủng hộ. Ngoài bánh mì độc lạ thì ở đây vẫn có bánh mì truyền thống bán mỗi ngày. Riêng bánh mì khổng lồ, mỗi ngày chị Lan bán khoảng 300 ổ. Không chỉ trẻ em yêu thích mà người lớn cũng thu hút trước những ổ bánh mì bắt mắt. Sự sáng tạo và khéo léo của những người thợ yêu nghề đã cất thêm sức hấp dẫn, độc đáo cho bánh mì Việt Nam, vốn được thế giới nhìn nhận. Phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tây Đô Ngày Mới sáng nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.